Hello các bạn Bạch Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi những tiên đoán cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2024. Nếu các bạn có cung mặt trời mặt Bạch Dương, mặt trăng Bạch Dương hoặc cung mộc Bạch Dương thì cái video này nó liên quan đến các bạn. Nó ảnh hưởng các bạn một chút nào đó, ít hay nhiều. Nếu các bạn sinh từ ngày 21 tháng 3 cho tới 20 tháng 4 thì 99% các bạn thuộc về Bạch Dương. Thì tại vì tùy theo những năm năm nhuận á thì nó cộng thêm 1-2 ngày nữa. Vì vậy mà phải coi chính xác nếu các bạn sinh khoảng 19, 20, 21 những ngày đó có thể lộn với những cung khác. Nhưng tóm tắt lại 99% chúng ta đều cung Bạch Dương. Đó nói về lịch mà lịch Tây nha. Còn lịch giờ lịch Đông mình nó là ngày âm thì không có tính bên đây, mình tính lịch Tây thôi. Bạch Dương nằm đây. Trước khi vào cái tư vi ngày hôm nay á, mình nói sơ sơ chút xíu cái gì là đang xảy ra. Là Diêm Tinh nó từ 23 tháng 3 năm 23 nó mon men tới anh Bảo Bình nè. Nhưng bây giờ từ ngày 3 tháng 5 năm nay nè là nó đang đi đang ngược lại. Vì vậy mà từ 23 tháng 3 năm 23 cho tới ngày 3 tháng 5 vừa rồi á, cái bà Bạch Dương cảm thấy rất là ok, rất là ổn luôn. Thế mình rất là mình được gặt hái gì mình muốn gặt hái. Cái này chính là bắt đầu thôi nha. Bây giờ nó đang ngược lại thì vẫn nằm trong Bạch giờ thiên bình như thường, bảo bình như thường cho tới ngày 2 tháng 9 lần. Từ 2 tháng 9 nó mới vừa đập Nam Dương. Nhưng vấn đề gì mà Nam Dương nó đi ngược thôi, không sao, ở đây có chút xíu khoảng 2 tháng thôi à. Từ 2 tháng 9 cho tới 20 tháng 11 là khoảng hơn 2 tháng. Khoảng 6, 8 tuần, 10 tuần. 10 tuần đó vào ngày 20 tháng 11 năm 24 anh Diêm Bình sẽ chính thức đi vào Bảo Bình. Và tôi cũng nói là đây là một thời gian quan trọng. Tại vì đây là thời kỳ mà chúng ta đi vào thời kỳ của Bảo Bình cho 2.000 năm tới. 20 tháng 11 năm 24. Thì tùy theo nhà chiêm tinh gia, mọi người khác nói khác nhau, mọi người có nhìn khác nhau. Nhưng tóm tắt lại, chúng ta sẽ đi vào chính thức vào cung của Bảo Bình. Và đây cho tới 2.000 năm tới. Anh Bạch Dương sẽ gặt hái được nhiều cái lợi do cái anh Diêm Tinh rồi đây. Những biến hóa sẽ có lợi cho anh Diêm trên Bạch Dương này. Nha các bạn. Đó. Còn anh Hải Tinh và anh Thổ Tinh nằm trong anh Song Ngư này. Thời gian rất là tốt cho tất cả chúng ta cần làm gì đó. Những giấc mơ, những ước vọng, những cái hy vọng, những cái nguồn cảm hứng được tạo tốt lên do sự cảm xúc của hai anh này. Mình nói anh Bạch Dương á, nó chỉ là quá khứ thôi. Nó chỉ là một cái gì mà chúng ta đang nuôi nấng trong lòng đó. Nó sẽ đang có thể thành sự thật. Nó không quan trọng nhiều tại vì đến nhà 12 thì nhà sinh canh Bạch Dương này. Nên hiện tại nó không có một tính chất gì mà gọi là khái quan trọng. Chỉ khi mình có những hành tinh khác trong đây, khi những hành tinh nếu mà có trong lãi số các bạn có những hành tinh khác trong đây thì nó sẽ bổ túc thêm những hành tinh này. Cái gì mà có trong đây á sẽ được tăng lên vừa chắc chắn của nó do sự ảnh hưởng có sự hỗ trợ của anh Thổ Tinh trong đây. Nhưng cái hay đó là anh Lô Tinh nằm trong anh Kim Ngưu này từ 2018 đến giờ. Anh sẽ ở đây tới 2025, 2026 anh sẽ đi qua anh sông Tử này. Thời gian này tôi chuyên cho tiền bạc, tình cảm đối với anh Bạch Dương rất là tốt. Các bạn có những cái sự thay đổi lớn lao nhưng đều có lợi cho bạn hết. Hoặc là tiền, hoặc là tình, hoặc cái gì đó mà mình nắm trong tay, cái gì mình tạo ra. Đó, thì thời gian này tốt nhất trong 2 năm tới các bạn nên làm cái gì đó. Đi học, học thật giỏi, đi làm cho được rất hay, muốn làm ăn cũng được. Rất là tốt, nó tạo ra cho mình những cái biến cố xảy ra một cách bất ngờ. Tại vì anh nói tin là sấm sét, mình không ngờ nhưng nó sẽ đến. Đó là chung với anh tin lớn nha các bạn. Bây giờ vào chính chủ đề ngày hôm nay vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì những hành tinh đó nhà tinh nhỏ hơn như là thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh. Thì vì thủy tinh anh ở trong khoảng 2 tuần, 3 tuần anh nhảy trong cung khác rồi. Vì vậy tháng 7 á, anh thủy tinh á, nó tượng trưng cho sự di chuyển về tư tưởng, di chuyển về thể xác hay là những giao kịp, những cái giao kết với những người khác qua hợp đồng, qua ký kết, qua đám cưới, qua kết hôn, gì mà kết nối với người khác hay đi du lịch, hay đi học hỏi gì đó, học đi tu hành,
đó là anh chủ tình. Từ 18 tháng 6 tới 3 tháng 7 nó bảo anh bắt giải. Bắt giải hơi lo, nó quan tâm anh này, anh hơi nóng tính chút xíu, ảnh không xung anh này, nên thì anh này không tốt cho mình lắm. Chuyện đó số các bạn, nên có thể có người nói xấu mình, hay là mình có thể là ký hợp đồng không hay, hay là gì nó xung với mình, nghĩ không có rõ, mình hay quấn trí. Nhưng từ 3 tháng 7 tới 6 tháng 7 nó bảo anh Hải Sư là lửa, anh này là lửa, anh Bạch Dương là lửa, hai cái có thuận với nhau. Thời gian này á, nên đi chơi, tại vì là số 5, 1, 2, 3, 4, 5, đi chơi, du lịch, hay là đi chơi con cái, cái đó con cái mình, rất là tốt, nha. Từ 26 tháng 7 tới 27 tháng 9, 2 tháng trời, thường thường là có 2 tuần thôi, 3 tháng 7, 26 tháng 7, 2 tuần, 18 tháng 6, 3 tháng 7, 2 tuần. Nhưng, ở đây nó tới 3 tháng 7, 27 là khoảng 23 tuần, là 3 tuần, mình sẽ nói 3 tuần, 2 tháng trời lần, là nó đi ngược lại. Nó cứ đi ngược lên, ngược lại từ 26 tháng 7, nó không có, 6 tháng 8 đi ngược lại, xong qua lại Hải Sư, xong tới Hải Sư, xong lại nó là đi thẳng lại, từ Hải Sư nó qua lại anh Sư nữ. Cứ môn mấy khúc này là hơi nhiều nè. Từ 26 tháng 7, 27 tháng 7, 27 tháng 9 nằm trong Sư nữ. Sự nữ với anh Bạch Dương nó không có gì gọi là ấy, gọi là xung hết 150 độ hoặc là 210 độ thì theo cái nhìn của các bạn, thì đây là quan sát chờ đợi thôi. Thời gian này mình cũng không có nên làm việc cần phải làm, mà làm cũng không sao, tại vì chỉ là quan sát chờ đợi, học hỏi, rút tí kinh nghiệm cho mình thôi. Vì vậy 26 tháng 7, 27 tháng 9 làm không sao, có làm cũng không sao, nhưng không phải là xấu mà cũng phải là tốt. Tốt nhất là 3 tháng 7, 26 tháng 7 đó, là từ 27 tháng 9 tới 14 tháng 10 nó là thực hiện, các bạn sẽ kết nối với người nào đó, một người khác khác phái mình, người vợ mình, chồng mình, người kết nối với mình, nhân viên của mình, khách hàng của mình, ông chủ của mình, ông sếp của mình, cái gì mình đi chung với đời mình đó, hay là con gái của mình đó, nó đang hỗ trợ cho mình, hoặc là cho mình cái khó khăn. Thì sao lá số TV các bạn với người này thì ăn này nó sẽ cho bạn những khó khăn nữa, thì sao cái hành tinh của họ nữa. Vì vậy cái đây thời gian là học hỏi rất là nhiều, phải thương lượng, học hỏi. Dĩ nhiên là chúng ta kết quả, người ta cứ thưởng mà mình xuống đây mình hưởng lợi hay là hối của để mang cho kiếp tới, không có các bạn. Chúng ta xuống đây để học hỏi, trao đổi, trải nghiệm một những trải nghiệm, để có những kinh nghiệm để phong phú hóa cái linh hồn của mình. Chứ không phải là, nhưng mà đừng để những cái, nếu mày biết được trời nắng trời mưa để biết mặc áo mặc quần cho nó ấm, nếu mày trời mưa thì mặc áo mưa, trời nắng thì mặc áo tay ngắn, như vậy á mình sẽ không bị mệt mỏi, và nó làm cho mình có những cái vết thương không cần thiết trong người mình. Thì đây đó là thời gian này các bạn cần phải kết nối thương lượng. Anh Bạch Dương này đó là hay làm chủ cái tình hình lắm. Còn anh này á, Thiên Bình nó thích dung hòa cho mọi người. Anh này phải học cái cách nhìn cái anh này, nhìn như người khác nữa, ngoài ta ra có người khác nữa. Thì anh này mặc dù không phải là anh ích kỷ đâu, nhưng lúc mà anh tập trung vào con người mình nhiều quá nên anh quên đi, chứ không phải là một người ích kỷ. Anh chỉ là hơi thích đứng đầu, nhưng thật ra nếu mà ai nhắc nhở Thiên Bình này á thì rất là tốt. Vì không biết lá số của các bạn nên không nói nhiều hơn nữa, nhưng nó thời gian này thời gian của các bạn, nên là thời gian này là chờ, không tốt cũng không xấu, chờ đợi quan sát hay nhất, để thời gian mình học hỏi nè, trao đổi nè, để mình tốt hơn. Và sau đó qua đây cũng vậy thôi, nhưng nói chung ở đây đó là mình rất là hay cho Bạch Dương đó. Giờ nói với anh kim tinh tượng trưng cho tiền bạc của cải mà mình tạo ra, tình cảm nữa. Từ 18 tháng 6 tới 12 tháng 7 là trong bạch giải. Thời gian này mình hơi ủ rũ với tình yêu nha, hơi có thể buồn bã, hay là đó là mình không có vui, đó là mình buồn bã, bâng khuâng, rồi băn khoăn, rồi nhớ nhung, rồi ABC. Nhưng từ 12 tháng 7 tới 15 tháng 8 rất là tốt. Thế các bạn, thời gian này nó sẽ cho mình thời gian này để thuận nó thuận cho mình. Đó là con này là con tim nó vừa trở lại đó. Con này nè, bạn thấy không, 18 tháng 6 thủy tinh, 18 tháng 6 kim tinh cùng bằng nhau hết.
nó vào thời gian này á, hơi quẩn quẩn chút xíu nha, cùng nhau cùng một lúc hết á nha, phải chờ tháng 7 trở đi á các bạn mới ổn được nha các bạn. Đó, từ 5 tháng 8 tới 3 tháng 8 nó vào sự nữ, thời gian thuận đi chơi giờ mình nghỉ ngơi chứ, nghỉ ngơi một quan sát hết tình cảm mới được đi đâu không, đi xa được hay không. Đó, tiền bạc của cải của mình, đây là cái nhà con công việc đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhà là nhà công việc của mình đó, nó tốt cho công việc của mình. 26 tháng 7, 5 tháng 8 đi chơi rồi đi làm công việc, tập sức khỏe, đi tập gym, học hỏi rất là tốt, đó sức khỏe tốt nhất. Từ 30 tháng 8 tới 3 tháng 9 rất tốt cho cái người đi chung với mình, như tôi nói hôm nãy đó, bạn bè, người kết nối, vợ chồng, con cái, ông sếp mình, nhân viên mình, khách hàng mình, người nào đi chung với mình đó, giúp cuộc sống mình tốt hơn. Thì là trong công việc thì ông chủ mình, hay là nhân viên của mình, hay là khách hàng của mình. Đó, trong gia đình thì vợ chồng hay con cái, cha mẹ, cái người đến chung với mình đó. Nếu các bạn có những khó khăn trong nhà vừa qua với vợ chồng mình đó, từ 30 tháng 8 đến 23 tháng 9 rất là tốt cho mình kết nối với người ta. Họ sẽ vui vẻ này, họ rất là vui vẻ nè. Họ làm cho mình vui vẻ hơn thôi. Mình sẽ kết nối được với họ rất là nhiều. Nha các bạn nha. Vì vậy nắm những cơ hội này, nhắm thời tiết này để mình ra quân, mình làm một kế hoạch gì đó, nó ra quân mình nó dễ dàng thôi, mà biết cái xấu nó tránh đi thôi, mà biết nó xảy ra như vậy mình bớt, mình không có buồn đó. Nói chung là tử vi Tây Phương mình đó, đây là chỉ là giúp các bạn biết mình, biết mình là cái bước đầu tiên đi vào tâm linh. Các bạn không cần phải theo ai á, tôi thấy các người phải theo ai đi làm cho mệt. Mình chỉ biết mình đó, biết mình không cần phải nhìn lên tôn sùng ai, nhìn xuống khinh bỉ ai, ai tu cái nào kệ người ta, mình nhận đến với mình. Quan trọng nhất đó, là mình đi kiếm mình, mình biết mình. Và qua cái này là một cái bản đồ theo thời gian để các bạn biết nên làm gì, biết những cái nhược điểm, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm mình có, để từ đó mình khỏi mệt mỏi. Đó, hóa tinh hành động, nhưng cái này là từ 10 tháng 6 nè tới 21 tháng 7, coi chừng. Nhưng thời gian này rất tốt cho các bạn nha. Thế giới này lung minh nè, anh hỏa tinh, cái đó là lô tinh là sấm sét lửa, năm nay là nóng rất là nhiều nè, hoảng hoạn nè, là lửa cháy nè, có thể núi lửa nè, có thể bông nguyên tử nè, chiến tranh hơi nhiều nè, dính vào lửa, ảnh hưởng con người. Mà vì cái lô tinh này đó, anh sấm sét nên rất là nhanh. Coi chừng, cẩn thận. Nhưng mà nói anh Bạch Dương á, rất là tốt. Tại vì đây là nhà số 2. Mà số 2 tên chuyện gì? Tiền bạc, tình cảm mà mình tạo ra được. Vì vậy á, mặc dù người ta rất là khó khăn nhưng mình ok. Nhưng mà trong cái thế giới vĩ mô này á, mình sống trong đó, mình một phần tử nhỏ sống trong một thế giới vĩ mô này, thì mình cũng bị ảnh hưởng chút xíu gì đó. Nhưng nói chung cái cá nhân Bạch Dương rất là ok, rất là ổn đó. Vì vậy mà khỏi lo. Từ 21 tháng 7, 5 tháng 9, song tử, rất tốt. Anh này là khí, anh này là lửa. Lửa cần khí để cháy, khí cần lửa để ấm, hai cái cần nhau, rất là tốt. Đó, cái nói đi học cái gì đó, đi học cũng tốt nè. Đó, từ 5 tháng 9, tới 4 tháng 11, bắt giải xung quanh anh Bạch Dương này. Thời gian này ngẫm nghĩ lại, từ từ lại, một chút xíu băn khoăn, nhưng không sao, mình chậm chút xíu không sao. Tại vì dù sao đi nữa, chỗ này vẫn là tốt, chỗ này vẫn là tốt nên không sao cả. Đây là hành tinh nhỏ, nó chỉ đi ngang qua, ảnh hưởng tới cá nhân mình thôi, nó không ảnh hưởng cái lớn lao như là gia đình, sức khỏe gì nó lớn lao. Nhưng cá nhân mình lâu lâu mình hơi bâng khuâng một chút, lo buồn chút xíu, hay là cảm thấy không có ổn chút xíu, nhưng không sao. Tóm tắt lại, rất là tốt, không bị phải lo. Tại vì quan trọng nhất là anh nhận tin này nè, anh làm tất cả những chuyện họ ok. Nhưng mà từ bây giờ tới tháng 9 hả, là anh vô Bạch Dương, anh vô Nam Dương chứ, nhưng không có sao cả, nó không ảnh hưởng nhiều. Các bạn sống trong cái đó từ 2008 đến giờ rồi, nên mình học cái cách là ok, sao cũng được, mình vượt qua, mình ổn, sức khỏe mình có, mình đạo tâm lý mình tốt. Và hiện tại những cái hiện tượng xảy ra trong thế giới ngày hôm nay á, những năm nay nè, năm 24, 25, 26, tôi làm rất nhiều những cái video nói về những cái biến cố sẽ xảy ra cho những 3 năm tới, trong 2 năm tới chứ, 24, 25, 26, 3 năm. Thì thời gian này là Bảo Bình đó, chúng ta đang vào thời kỳ từ sông Ngư qua Bảo Bình.
thời kỳ này rất là đặc biệt. Thế giới nó sẽ là một điều, những điều rất là những hiện tượng rất là khó hiểu, và thế giới đang lung lay lung lay, thì những biến cố thiên tai rất là lớn. Sẽ có hạn hán, cho anh cho đám này nè, kim ngưu là tượng trưng con trâu vàng, mà con trâu vàng đó là Việt Nam là tiếng tiểu sử đó, là nó tượng trưng cho đồ ăn đồ uống, đất đai, hạn mà nhiệt lửa nữa, hạn hán, và đất đai sẽ có vấn đề, người ta sẽ thiếu ăn, đói, có những như là bên hiện tại sẽ là bên Palestine, những cái biến, những nhà cửa như là rác cái đóng, như nói chung là thế giới, mặc dù Việt Nam mình cũng nằm trong cái đó nhưng mà mình không thấy được, mình không biết, nhưng thế giới là sẽ là những cái những biến cố rất là lớn lao, và nó, nhưng mà đối với anh Bạch Dương sẽ ok cho các bạn, nhưng mà mình phải nhớ là mình ở trong phần tử nhỏ của một cái thế giới lớn như vậy, nên dù sao nữa mình cũng phải nhìn xung quanh mình để biết là chúng ta sẽ đi vào một thời kỳ rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn, rất là nhiều nguồn cảm hứng, nhiều cuộc vui cho anh này vào đây và bọn mình, và bọn mình cho nhân loại, kỹ thuật và cách mạng sẽ nhiều thay đổi, và Bạch Dương sẽ được gặt hái rất nhiều. Anh Bạch Dương sẽ Bạch Dương với Song Tử nè, với Hải Sư của mình thôi, Thiên Bình gặt hái nè, Nhân Mã nè, sẽ gặt hái những điều rất là tốt trong thời gian sắp tới, trong tháng 2043. Cảm ơn các bạn Bạch Dương, Bạch Dương đã bỏ thời gian lắng nghe. Chào các bạn.